Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Nai tăng, thêm trường hợp tử vong. Xe container lật ngang khi dầu cua tại Bình Dương. Nghề nuôi ong trong hốc cây trên đỉnh núi Ngọc Linh. Camera 24 giờ cảnh báo tai nạn từ quạt rơi. Phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại một cơ sở ở Hà Nội. Tạm giữ các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản tại Tây Ninh. Chuyện về những người đi tìm sự thật các vụ án. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang tăng và vừa ghi nhận ca tử vong thứ 9 do mắc bệnh này, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm 2021. Và đặc biệt, bệnh gây tử vong ở nhiều lứa tuổi, có cả thanh thiếu niên khỏe mạnh không mắc bệnh nền. Mới đây nhất ngày 8 tháng 7, nam bệnh nhân NVM 29 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tử vong do mắc sốt xuất huyết sau 6 ngày điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân bệnh nhân tử vong do sốc sốt xuất huyết nặng, hôn mê không đặc hiệu, phù phổi. Đáng nói, tiền sử dịch tễ của bệnh nhân khỏe mạnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 9.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 134,4% so với cùng kỳ năm 2021. Phát hiện tổng cộng hơn 1.420 ổ dịch, đã xử lý hơn 1.380 ổ dịch, đạt tỷ lệ 97,9%. Số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng cao đã khiến nhiều cơ sở y tế tại Đồng Nai, nhất là bệnh viện có chuyên khoa điều trị sốt xuất huyết, rơi vào tình trạng quá tải. Ngành y tế tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực điều trị cho những ca mắc sốt xuất huyết, hạn chế tử vong, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tin giao thông đáng chú ý, trên địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ xe container chở hàng chục tấn hàng đã bị lật ngang khi dầu cua. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều qua tại vòng xoay Mỹ Phước 3 ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Xe container chở theo hàng chục tấn hàng lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Dạng theo hướng đi huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Khi xe lưu thông đến địa điểm trên, lúc vào cua thì bất ngờ mất lái rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến đầu xe container bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhẹ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Anh Bùi Trọng Chí, 32 tuổi, ngụ ấp chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, vừa tự nguyện giao nộp một cá thể cu ly quý hiếm cho hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú. Điều này cho thấy ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã của người dân đang ngày càng nâng cao. Sáng qua, anh Chí đi câu cá tại cầu Nha Bích thì phát hiện cá thể cu ly nói trên đang nằm tại bờ sông. Anh Chí đã đưa cá thể cu ly về nhà, sau đó đem giao nộp cho hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú. Cá thể cu ly thuộc nhóm 1B, nguy cấp quý hiếm, cần được bảo tồn. Sau khi chăm sóc nuôi dưỡng, hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú sẽ thả cá thể cu ly về môi trường tự nhiên. Trước đó, anh Chí đã bắt được một con kỳ đà qua nặng khoảng 3 kg và đã giao nộp cho hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú để thả về môi trường tự nhiên. Những năm qua thì nghề nuôi ong trong hốc cây trên đỉnh núi Ngọc Linh, nơi có độ cao 2.000m so với mực nước biển, đã giúp cho người dân ở huyện Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum thu được loại mực có giá trị cao. Vậy thì cách nuôi ong để lấy mật này có gì đặc biệt? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nhận thấy giá trị mật ong rừng cao, bà con ở xã Măng Tri, huyện Tu Mơ Rông đã biết bảo vệ và nhân rộng chăm sóc những đàn ong rừng làm tổ trong thân cây. Đàn ong thường làm tổ ở cây đại thụ trong rừng sâu, nơi có những cây qua dược liệu sâm ngọc linh. Dựa vào đặc tính của ong rừng, bà con thường đục lỗ ở những thân cây lớn gần suối, nơi có không khí ẩm ướt. Miền tổ đặt ngược theo hướng suối chảy, cũng không được ở trên cao, bởi gió nhiều thì ong không vào. Khi có những hốc cây, ong rừng tự về làm tổ. Khi ong về thì bà con dùng thân gỗ lớn làm cửa và lấy đất bùn đắp kín. Do là mật nguyên chất, ong lấy phấn của qua rừng, cây dược liệu, đặc biệt là qua của cây sâm ngọc linh, nên giá mỗi lít lên tới 600 cho đến 800 ngàn đồng. Mỗi tổ ong có thể thu được từ 2 cho đến 3 lít mật.
Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Măng Tri, hầu hết các hộ dân trong xã đều có nuôi ong trên rừng nên có thêm nguồn thu nhập. Mỗi năm người làm ít thì thu được vài chục lít mật, nhiều thì đến cả trăm lít mật. Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra Ngày hội Công nghệ và Khởi nghiệp miền Trung với sự tham gia của hơn 1.000 lập trình viên, người yêu công nghệ cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế. Hai chủ đề được bàn luận trong ngày hội đó là công nghệ và khởi nghiệp. Sự kiện được thiết kế gồm 4 phòng hội thảo, hơn 25 phiên chia sẻ của hơn 30 diễn giả, chuyên gia nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ngày hội nhằm cập nhật cho cộng đồng công nghệ miền Trung những thông tin về xu hướng công nghệ dẫn đầu, bàn luận về những vấn đề thiết thực như quản lý sản phẩm, nâng cao tiêu chuẩn của công nghệ Việt Nam tại thị trường quốc tế, hay gia tăng sự hiện diện và tự tin cho nữ giới trong ngành công nghệ thông tin. Chương trình còn mang đến các thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua góc nhìn đa chiều từ các quỹ đầu tư, vườn ươm, trường học và chính quyền. Đây là năm thứ 6 chương trình được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm lan tỏa động lực phát triển cho cộng đồng công nghệ của thành phố và khu vực. Trong camera 24 giờ phát sóng kỳ trước, chương trình đã đề cập đến tình huống quạt điện gắn trên trần nhà bất ngờ rơi xuống khiến cho người sử dụng không khỏi lo lắng. Và không chỉ có quạt trần nhà thôi đâu, mà quạt điện treo tường cũng có nguy cơ rơi khỏi vị trí, tiềm ẩn tai nạn cho con người. MC Quang Quy sẽ chuyển đến quý vị những hình ảnh về một số trường hợp như thế. Mời quý vị cùng theo dõi. Đang ngồi hát, một nam khách hàng đã giật mình hốt hoảng khi máy quạt rơi trúng đầu. Sự việc diễn ra tại một quán cà phê. Toàn bộ diễn biến đã được camera ghi lại. Giữa lúc đang hát theo những lời nhạc, thì bất ngờ chiếc quạt treo tường bỗng rơi trúng vai người đàn ông, rồi văng xuống đất. Sự việc bất ngờ khiến cho người đàn ông không khỏi bàng hoàng. Trong lúc bối rối, anh cầm luôn chiếc micro gọi giới ra ngoài, nhờ chủ quán vào xử lý giúp. Một người đàn ông đang di chuyển trong nhà, khi đi qua gần bức tường thì bất ngờ bị một vật lạ rơi trúng. Khi định thần trở lại, người đàn ông mới biết thủ phạm chính là chiếc quạt treo tường đang rơi lủng lẳng. May mắn trong trường hợp này, chiếc quạt không gây thương tích. Trong lúc vắng khách, cô gái ở tiệm tóc nằm trên ghế sofa bấm điện thoại. Bất ngờ có tiếng động lớn phát ra từ đằng sau. Chiếc quạt trên tường đang quay, bỗng rung lắc mạnh. Lông quạt phóng về phía cô gái. Sau đó cả chiếc quạt rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến cô gái một phen hoảng hốt. Qua những vụ tai nạn vừa rồi có thể thấy việc những chiếc quạt trần, quạt treo tường bất ngờ rơi xuống là điều ít ai có thể ngờ đến. Vì vậy, để tránh xảy ra những tình trạng tương tự, các gia đình cần thường xuyên kiểm tra quạt máy và các vật dụng treo trên tường. Khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng, các vị trí kết nối lỏng lẻo, ốc vít không đảm bảo an toàn nên kịp thời sửa chữa, tháo dỡ hoặc là thay mới để đề phòng nguy cơ tai nạn. Đến đây, thời lượng dành cho camera 24 giờ cũng đã hết. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những tin tức tiếp theo của chương trình Người đưa tin 24 giờ. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại một cơ sở ở Hà Nội. Tạm giữ các đối tượng, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản tại Tây Ninh. Chuyện về những người đi tìm sự thật các vụ án, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh ở thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức có nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.200 chai nước tẩy bồn cầu. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan đến sản phẩm. Theo xác minh ban đầu, số hàng hóa này có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt động đóng gói, bày bán nhiều sản phẩm bánh kẹo có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
Còn tại tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. 6 đối tượng bị tạm giữ gồm Đặng Giang Phi, Võ Giang Chiến, Phạm Công Đủ, Quỳnh Giang Phát, Phạm Thế Hùng, Trần Hoàng Du, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của Quỳnh Minh Tiên, 28 tuổi, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, về việc bị bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản trái pháp luật. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, Tiên đi cùng nhóm bạn đến vườn cao su thuộc xã Thái Bình, huyện Châu Thành để tham gia đánh bạc do Hùng tổ chức. Trong quá trình đánh bạc, Hùng nói nhóm của Tiên chơi gian lận nên điện thoại cho một nhóm đối tượng đến đe dọa, buộc nhóm của Tiên phải trả lại số tiền 170 triệu đồng thắng trước đó. Do bị khống chế ép buộc nên một người trong nhóm của Tiên đã chuyển khoản cho nhóm đối tượng 90 triệu đồng. Sau đó thì các đối tượng bắt Tiên viết giấy nhận nợ 50 triệu đồng và giữ một xe mô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô. Sau khi tiếp nhận tin báo, qua điều tra truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được 6 đối tượng có liên quan và tiến hành bắt giữ. Thưa quý vị, không trực tiếp đối đầu với các loại tội phạm, nhưng xuyên suốt thời gian qua, những bước chân của lực lượng kỹ thuật hình sự luôn âm thầm sát cánh đồng hành cùng công an các đơn vị địa phương tìm ra những sự thật đằng sau mỗi vụ án. Ghi nhận tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về công việc này. Kết quả công tác kỹ thuật hình sự, đặc biệt là công tác giám định, là nguồn chứng cứ quan trọng trong công tác điều tra phá án. Bằng bản lĩnh và sự tận tụy trong công việc, thời gian qua, những cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh An Giang vẫn ngày đêm lặng thầm, tỉ mỉ lần tìm dấu vết, thủ đoạn của tội phạm để giải mã những bí ẩn đằng sau các vụ án. Yêu cầu giám định viên cũng như là trợ lý giám định là tận dụng tối đa thời gian, tập trung nghiên cứu thực hiện tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra khám phá án. Đặc thù công việc của các cán bộ, chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự là dùng hết tâm huyết trí tuệ của mình, đấu trí với các dấu vết manh mối tại hiện trường để có những phán đoán chính xác, buộc kẻ gây án phải nhận tội. Vì vậy, dù không phải đối mặt với tội phạm, nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng kỹ thuật hình sự lại đối diện với muôn vàn thử thách khó khăn. Đặc biệt là đối với những vụ án nghiêm trọng, tử thi có nhiều vết máu, mùi hôi thối, thì những cái cảnh tượng đó thì tác động rất là mạnh mẽ vào cái tâm lý của cán bộ khám nghiệm. Thì bên cạnh đó thì còn phải là tiếp xúc với những hiện trường như là vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những hiện trường ở vùng núi non hiểm trở, những vách núi treo leo, thì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là cán bộ có thể trả giá bằng tính mạng của mình. Nguy hiểm là vậy, nhưng với lòng yêu nghề, trong mỗi vụ án, những người lính kỹ thuật hình sự đều đưa ra những nhận định khách quan, khoa học, giúp cơ quan điều tra xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường 56 vụ, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Khi có yêu cầu của cơ quan điều tra, thì các đồng chí BC09 không có quản ngại là thời gian, thời tiết đã kịp thời là hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra trong cái công tác khám nghiệm hiện trường, công tác khám nghiệm tử thi, rồi cái công tác là bắt khám xét, các đồng chí đều có hỗ trợ là ghi được các cái hình ảnh, rồi thu là phối hợp thu giữ được các cái tài liệu rất là quan trọng. Đối với các cái dữ liệu điện tử, các cái thiết bị điện tử, thì BC09 cũng đã hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra giám định rất là khẩn trương, có kết quả rất là sớm, phục vụ rất là tốt, rất là kịp thời cho các yêu cầu công tác. Bằng tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong quá trình điều tra, đi tìm sự thật của các vụ án. Là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của năm du lịch quốc gia 2022 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Quảng Nam, triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam vừa được khai mạc tại khu vực phố cổ Hội An. Và khi đến với triển lãm thì người dân và du khách đều trải nghiệm không gian đầy màu sắc, những tinh hoa di sản văn hóa đặc trưng của nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây cũng là cơ hội để các địa phương giới thiệu quảng bá điểm đến. Chiêm ngưỡng những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh qua 160 bức ảnh được trưng bày với chủ đề Hành trình qua những miền di sản Việt Nam, khám phá nhiều vùng miền với những làng nghề truyền thống đặc trưng, lắng mình trong không gian sắc màu di sản của các tỉnh, thành phố, từ đồng bằng đến miền núi, và rộn ràng giao lưu nghệ thuật dân gian truyền thống.
Đó là những trải nghiệm sinh động phong phú của người dân và du khách để yêu và tự hào hơn với vẻ đẹp và văn hóa của dân tộc. Tôi thấy là thời gian đến sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia được tổ chức, kỳ vọng thu hút đông đảo người dân và du khách. Vâng, thưa quý vị, quảng bá điểm đến để thu hút khách du lịch là việc làm cần thiết, nhưng để giữ chân được du khách thì việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xã hội cũng quan trọng không kém. Và cụ thể là tại Đà Nẵng, nhằm chấn chỉnh lại trật tự đô thị, nhất là khu vực quận Sơn Trà, nơi tập trung đông đảo du khách, từ đầu năm nay, các lực lượng chức năng của thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xã hội, nhằm góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, hỗ trợ hoạt động du lịch phát triển. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý được đăng trên các báo phát hành sáng nay. Xin được mời Thanh Vy. Cảm ơn Nguyễn Hiếu và chị Như Thanh. Thưa quý vị và các bạn, 20 năm chờ Rạch Xuyên Tâm chuyển mình là tiêu đề bài viết đăng trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ. Tác giả bài báo cho biết, 20 năm trước dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được hình thành, nhiều phương án đầu tư đã từng được đưa ra nhưng chưa làm được. Để đến nay thì rạch vẫn ô nhiễm, hàng ngàn căn nhà mục nát liêu xiêu vẫn hai bên bờ, chưa biết số phận ra sao. Trước thông tin thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị thực hiện cải tạo rạch này thì người dân nhiệt tình ủng hộ cũng như là mong chờ ngày hoàn thành. Trang kinh tế của báo Tuổi Trẻ hôm nay cho biết, theo tính toán của các doanh nghiệp, giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 11 tháng 7 có khả năng giảm rất mạnh, trên 5.000 đồng một lít, nếu cơ quan điều hành không tăng trích quỹ bình ổn giá. Vì sao có mức giảm lớn như vậy? Thông tin chi tiết trên trang 7 của báo. Với bài viết nhan đề đổ xô mua đất đầu cơ rồi tháo chạy, báo Tuổi Trẻ cho biết, thông tin khảo sát thực địa để xây cầu nối Bình Phước với tỉnh Đồng Nai đã được thổi phồng. Người người tìm về huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mua bán đất. Quê nghèo náo loạn vì phân lô bán nền. Sau 3 tháng tình hình như bóng xì hơi, báo Tuổi Trẻ cho biết thời điểm tháng 3 năm 2022, giá đất dọc tuyến đường DT753, tuyến đường được quy hoạch nối Bình Phước với Đồng Nai qua cầu Mã Đà, được thổi giá tăng dùng dục từ 160 đến 170 triệu đồng một mét ngang, chỉ sau vài ngày tăng lên 270 đến 290 triệu đồng. Tuy nhiên 3 tháng sau cơn sốt trên thì thị trường bất động sản nơi đây trở nên trầm lắng, gần như là không có giao dịch. Sốt xuất huyết tăng mạnh ở khu vực miền Trung. Tại Đà Nẵng, số ca mắc sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm tăng gấp 22,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng từ tháng 4 đến nay, số ca mắc tăng nhanh và cao nhất trong tháng 6 với 1.380 ca. Tại Quảng Nam, tính đến đầu tháng 7, toàn tỉnh đã ghi nhận 85 điểm dịch sốt xuất huyết với hơn 2.500 ca tại 17 trên 18 địa phương, trong đó có hơn 700 ca dưới 15 tuổi. Đặc biệt, ca bệnh ổ dịch cũng đã xuất hiện tại các huyện miền núi. Nhiều doanh nghiệp cho hay không tiếp cận được vốn do ngân hàng hết hạn mức room tín dụng. Siết tín dụng lúc này là cần thiết để kiểm soát lạm phát. Song các chuyên gia và ngân hàng đề xuất ngân hàng nhà nước cần sớm nới room tín dụng để đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Trên trang giáo dục, báo Tuổi Trẻ đưa tin, nhiều giáo viên trung học phổ thông đánh giá đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 có độ phân hóa cao hơn những năm trước. Nhưng các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn vào các trường đại học top trên không biến động nhiều. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc thông tin chi tiết trên trang 12 của báo. Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển sang báo Thanh Niên quý vị nhé. Ngày hè độc lạ là tiêu đề bài viết đăng trên trang nhất của báo. Tác giả Thúy Hằng cho biết, nghỉ hè đi học võ, vẽ, đàn, hát đã là quen thuộc. Nhưng mà những năm gần đây thì nhiều phụ huynh bắt đầu cho con học tập trải nghiệm những điều mới mẻ trong dịp hè, như là học cưỡi ngựa, đánh golf, học tác phong đi đứng, nói cười sao cho thật chuẩn mực. Đặc biệt sau thời gian ngừng tổ chức vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì các chương trình học kỳ quân đội, chiến sĩ tí hon trở lại luôn giành được sự quan tâm lớn của cả phụ huynh, học sinh trong mùa hè này. Không còn cứ chăm chăm nghỉ hè là tìm lớp cho con đi học trước toán, lý hóa, ngoại ngữ. Phụ huynh ngày nay đang có xu hướng cho con em tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, kỹ năng. Trên trường học cũng tranh thủ mở cửa tổ chức các khóa hè thay vì đóng cửa 3 tháng hè như trước đây, báo Thanh Niên thông tin. Cũng trên lĩnh vực giáo dục, báo Thanh Niên số phát hành hôm nay cũng có bài cho biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022-2023 ở Hà Nội tăng nhẹ với một số trường top trên, nhưng những trường top sau càng tăng mạnh hơn. Một trong những nguyên nhân là do số lượng bài thi đạt từ 9 điểm trở lên của năm nay tăng rất nhiều so với năm ngoái. Nhiều thông tin đáng quan tâm khác được đăng trên báo Thanh Niên hôm nay như là ngày 9 tháng 7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 được khai mạc tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dự lễ khai mạc có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện đại sứ quán các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Những ngày gần đây, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có trên 400 ca sốt xuất huyết nhập viện. Tính từ đầu năm đến ngày 8 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh có trên 24.600 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 12 ca tử vong, tăng 9 ca so với trung bình giai đoạn 2016-2020. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2022, 20 tỉnh thành phía Nam cũng đã có 65.533 ca sốt xuất huyết, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số ca tử vong do sốt xuất huyết cũng đã tăng lên 48 ca. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.